Chào các bác anh chị, mời các anh chị và các bạn trở lại cái video mới nhất trên ngày hôm nay, ngày 3 tháng 7 2022. Thì chúc các bác sức khỏe, tràn đầy niềm vui, luôn ủng hộ kênh Núi Lục Ngạn cũng như hoa quả của bà con Lục Ngạn các bác. Đấy thì như mọi hôm thì em vẫn quay cái video là em bán Thanh Hà hàng đắt đắt ấy, thì em quay luôn tại đó. Sau đó là ở nội dung clip tiếp theo thì sẽ quay đến các loại vải tiếp theo. Trong một cái clip rất là dài thì nhiều bác cũng nói là quay nó không thực tế, giá nó ở đâu ấy, nhưng thực ra các bác đang đọc tiêu đề và các bác chưa xem nội dung thôi. Còn cái giá của em thì nó quay, em quay tại địa điểm ở khu vực chỗ như em, thời điểm chỗ như em thì cái giá là như vậy. Cái giá Thanh Hà này, giá vải hàng thiều ngọt đẹp này, và giá hàng chợ sâu sâu, hàng chợ, hàng cóc, hàng xe sấy nhé. Thì hôm nay mở đầu video em mời các bác luôn cái giá chợ cóc, xe cóc luôn các bác nhé. Đấy, cái hàng này là hàng đi chợ. Đấy, quả tràm xanh tràm đỏ rồi các bác đây. Đó. Thì đây cũng là cái chuyến mà đấy, em cũng vừa bán ở đây xong. Đấy, hàng đây. Chị Xuyến, hàng của bác được mấy ca? 10 à? À vâng. Đấy, hàng này là hàng 8k. Đó. Đấy, còn của bên này là hàng 7k này các bác này. Đó. Hàng xe, hàng chợ, hàng cóc nhé. Thì mở đầu luôn clip là như vậy để các bác biết là trong cái clip này thì em không còn quay cái vải Thanh Hà đẹp nữa, nhưng mà báo luôn với các bác là Thanh Hà đẹp ngày hôm nay giá đỉnh nhất là 36, 37, 38 các bác nhé. Đấy, tức là từ 30 đến 38 nghìn một cân, đang cân ở phía trong làng em kìa, phía trong người ta đang tăng bo ở phía trong đấy, người ta đón luôn tại trong làng đấy. Còn cái xe hàng đẹp thì người ta cũng bo ngoài đây, người ta vẫn đang đón ở đây đấy. Thì cái giá là như vậy. Thì còn hàng tàu dở dở ở đây thì đang mua 14 nghìn này. Hàng tàu, tàu ương ương chứ không phải là tàu đẹp các bác nhé. Tức là tàu loại 2, loại 3 thì người ta đang mua mức độ là 13.000, 14.000 đấy. À, đường làng bây giờ cũng như là ở chỗ khu chỗ nhà em bây giờ vải rất là thưa và rất là ít. Đấy, rất thưa và rất là ít. Đấy, các loại vải bây giờ thì cơ bản là cũng Thanh Hà đã gần hết rồi. Còn những nhà nhiều thì còn một vài chuyến nữa thôi. Còn vải ngọt thì cũng bắt đầu rộ. Thì bà con cũng bắt đầu bán, nhưng mà cảm giác vải rất là thưa các bác nhé. Hơn 7 giờ, 7 rưỡi một chút thôi. Đấy, bây giờ mời các bác thử xem cái hàng hàng tàu giả giả này được bao tiền các bác nhé. Hàng này mười mấy anh? 13k. Đấy. 13. Chú mua cao nhất đến bao nhiêu? 16 à? Đấy, xe chợ đấy. 7k, 6k. Cái hàng chợ cóc, chợ quê đây. 6, 7k, 8k. Cái hàng này thì bó thoải mái lá được các bác ạ. Bó, cứ buộc thêm nhiều lá vào. Lá nhiều nó mới lại tươi mới thích. Đấy, nhiều lá nó mới tươi và mới thích. Để đi chợ, chợ quê, chợ cóc. Mua được. Và 7.000 nhưng vào vườn vẫn này là 8.000. Và đây một cái hàng xe chợ cóc đây, hàng gọi là mẫu mã số 1 đây nhỉ, hàng loại 4, hàng chợ. Đấy, đi hàng chợ, hàng này thì nó gọi tương đương với hàng sấy rồi. Gọi là tương đương với hàng sấy rồi. Có thể sấy hoặc có thể mang đi chợ quê. Bây giờ mời các bác lên ngã ba làng Áp nhé. Đấy, những cái xe cóc rồi xe hàng sấy. Có hàng sấy ở phía dưới đang mua hàng sấy là 5-6 nghìn các bác nhé, 5-6k để về sấy. Anh, hàng này thì mấy k anh? Hàng này hàng sấy. À, sấy 6k. Sống. Hàng này hàng chợ chứ nhỉ? Chợ nó mã đỏ phết đi. Nhưng quả nó nhỏ. À nó lại và 6k. Xe đi đi chợ. Còn
ở phía bên này xem là người ta mua được những hàng đẹp đẹp chung chung này khoảng được bao nhiêu nhé. Xe rất là to. Hàng này trả bao nhiêu hả anh em? Chưa thấy trả. Được bao nhiêu bà tươi? 14 à? À vâng. Đấy, hàng 14k đây. Đó, tươi mã nó sáng. Anh Tú mua là bao nhiêu? 17, 18 á. Thế hàng này thì 14 không lấy được anh? 14 lại không lấy à? À, à vâng. Hàng là quan trọng nhưng phải quan trọng là to đẹp. Vâng. Hàng mã thì được nhưng mã không được. 14 không lấy nhưng mà còn này thì cũng vừa. Có 1-2 quả nhỏ mình vặt kẹ đi được. 1-2 mình cứ không kêu đâu. Ăn được thì mới bán được. Ở phía trên cổng ngáp cũng rất là thưa các bác. Đấy thì đã bảo là bé thuê thì nó làm ăn kiểu đấy chị em mà làm hơi đẹp ấy. Vâng. Cái giá nó quan trọng. Quan trọng anh mua đẹp. Để ba đăng ký để cho nó vào cho Tú mới đẹp. Được rồi. Và này. Này bán 20 luôn. Vâng. Vào vườn em xem. Tức là hàng đấy hàng đẹp cái gì? Vâng. À vâng. Đó, thì cái giá này 14 người ta không lấy được nhưng người ta mua có thể sẵn là 18 19 cơ. 17 18 cơ. Bây giờ lên ngã ba là ngát đi. Rất là thưa. Đường bây giờ rất là thông thoáng, không tắc đường nữa. Mấy hôm nay rất là tốt, tóm lại là bán vải rất là dễ. Của anh Thanh Hà trả được bao nhiêu rồi? Mười ba k chưa bán ạ. Thanh Hà 13k. Đường ít vải lắm nên là không thể giả được rồi. Những hàng Thanh Hà đẹp này. Sao Thanh Hà to quá. Có anh được trả bao nhiêu rồi? 17 đủ hàng à? Bán mà muộn là cũng vất vả các bác nhé. Khi mà người ta cân đủ hàng rồi thì mình lại mất giá hoặc là khó bán ấy.
các bác còn rất nhiều đấy. Thanh Hà của anh được bao nhiêu mà chưa bán đấy? Thanh Hà được bao nhiêu mà chưa bán đấy? À, giảm 13. Và bác chế được cái xe này hoành tráng quá nhỉ, như lái ô tô luôn, hầu hai sọt, rất là đi rất là vững chắc nhé. Xe tự chế. Chốt giá 13. Đấy, nhưng so Thanh Hà 13.000. Mười ba là không chơi à? À 15 á, 15 là không bán. Sọt 15k. Được, em xem nào anh ơi. Em xem nào. 15k. Ok. Hello. Rồi. Chào 500 anh em nhá. Vâng, bác chốt 15 luôn cái gì? Rồi. Ở nhà bên nhà Xuân. Nhà anh còn nhiều không? Chưa bẻ qua à. Cái con này cảm giác chắc chắn thật đấy. Để số má đi ác đó. Tự chế. Đi rất hoành tráng. Dịch lên phía cổng áp một chút các bác nhé. Thì trên này lượng mua xe cóc còn đông hơn nữa. Để qua cổng áp đây. Lên xe cóc và các điểm cân vẫn đang cân rất là mạnh. Đấy thì giá ở đây thì thế nào nhé. Thanh Hà ở đây thì tầm 13, 14, hàng vừa vừa thôi. Còn hàng đẹp thì như em nói là siêu đỉnh thì giá ba mấy rồi. Nhưng còn đây hàng xấu xấu này không biết là bao nhiêu. Giá 8 đồng này. Tám nghìn. Hàng sấy thì mua 5-6 nghìn các bác ạ. Còn hàng xe chợ, cóc chợ quê thì là 7-8 nghìn này. Hàng này thì mấy nghìn anh? 10 à? Vâng, 10.000. Đấy, hàng nó tương đối là đều nhưng mà với cái mã và cái quả, chất lượng quả thì 10k. Bây giờ vải ngọt chín rộ rồi nên là cái lượng giá của nó thì cũng dao động rất là lớn các bạn. Cái hàng này bao nhiêu rồi hiểu? 10.000 à? Ở dưới cũng trả mấy, cũng một hai nhiều chỗ nó trả 10 rồi à? Đấy, vẫn chốt 10.000 thôi. Đấy, hàng 10k. Ở nhưng vào cửa cân đi hàng miền Nam thì giá chỉ khoảng 10 đến 12.000 là đẹp quá nhá. Còn đi Trung Quốc thì cái giá thì nó dao động từ 14, 15 đến 18.000. Đấy, như ngày hôm qua thì còn ở đây 18, 20.000 nhưng nó phải hàng siêu đỉnh, hàng vải ngọt này. Còn hàng chợ cóc chợ quê thì các bác đều biết rồi. Đấy, mời các bác lên xe cóc trên này nhé. Hàng xe cóc này. Hàng này được bao nhiêu hai? Bao tiền? 8.000 thôi. 8.000 à? Nhà còn nhiều không? Nhiều thì còn vài tấn. Vài tấn á? Mà loại này là biết nhất vườn rồi. Biết nhất vườn? Bán à. 19, 20 à thế à? Vẫn vải ngọt bán 19, 20 á? Ừ.
Ô thế à? Bán ở đâu 19-20? Trên này, cầu chết này. Bán trên như cầu chết à? Đấy, còn đây là hàng bét vườn để đi bán xe cóc thì 8.000 đấy. Đấy, thì hàng đẹp thì vẫn 19-20 thì đúng rồi. Những cái xe này là xe đi chợ luôn đấy các bác. Dạ, hai lô được tất cả bao tấn vải? Ôi, ít thôi, không còn nhiều. Hơn chục tấn hay mười mấy tấn như vậy không? Không có nhiều thế đâu. À thì à? Được thế Thanh Hà, Thanh Hà có nhiều không? Có nhiều nhưng không phải bán, nó vào cùi. Thế là lép à? Thôi cùi, thôi. Nhỏ 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 à. Mất mấy tấn Thanh Hà, mất cùi kìa. Thế là bị hỏng luôn đấy đúng không? Luôn từ lúc cạnh tranh kia. À, cái lúc đấy là quả nó bị lép hạt. Không phải lép hạt, là hạt to nhưng mà nó không biết kiểu gì. Bị hỏng cả vườn luôn á? Hỏng cả vườn. Ồ, thế tiếc nhỉ? Mấy tấn Thanh Hà thế thì rất tiếc nhỉ. Ồ. 8K hàng xe cóc. Đấy, còn các bác ở trên Tân Sơn, Phong Vân, Phong Minh thì xem là xe cóc được bao tiền các bác nhé. Cái giá ở trên đấy thì các bác cũng nói là 4, 5, 6, 7 gì đó. Thế nhưng mà ở đây thì anh em chúng em đang mua đây. Cái tầm này là gần như không phải ghi phiếu các bác ạ. Tầm như hàng xe cóc này gần như không phải ghi phiếu, chỉ đọc vị vào là cân thôi. Bây giờ tất cả những cái xe như cả anh em bán bây giờ đều lùi tạ lùi 8 cân đây. À, xe cóc. Và các hàng đẹp thì chắc khả năng lùi thấp hơn đấy. Tầm này Thanh Hà của các bác ra, em lại quay xuống cổng áp đây. Thanh Hà của các bác hồ ra rất là nhiều nhưng tầm này Thanh Hà lại khó bán các bác, vì là cái hàng đẹp ấy thì người ta lại không mua tới, hàng xấu thì người ta lại mua đủ kiểu thế. Thành ra các bác cái thổ rất nhiều Thanh Hà đây nhé. Thanh Hà xấu rất khó bán. Rồi bán ví dụ như giả người ta giả thì lại mình lại sợ, lại thấy rẻ, lại không muốn bán, kiểu như vậy. Từ bao nhiêu rồi bố cháu? À thế à, vừa xuống đây à? To nhưng người chả chưa bán được. Cái tầm vải nhỡ nhỡ xấu xấu này chỉ 90.000 này các bạn. Cái hàng xấu xấu của hàng vải ngọt này 8-9-10.000. Còn nếu hàng đỉnh thì người ta, tức là các bác hình dung như này, bán vải thì biết mình vải cỡ tầm nào, giá nào, bán ở cửa nào. Nói chung là anh em chúng em là như vậy, bán ở đây. Ví dụ như vải đẹp thì bán ở chỗ nào, vải nhỡ nhỡ xấu xấu thì bán ở đâu, vải loại 1 thì bán thế nào, loại 2 bán ở đâu, loại 3 bán ở đâu, loại 4 ở đâu, giá như thế nào thì cơ bản anh em chúng em đều biết. Còn những cái tầm mà bây giờ ra cái đứng ở đây thì nó là hàng nhỡ nhỡ, loại 3, những loại 3 loại kiểu thế, chứ không còn loại 1 nữa. Loại 1 thì đẹp thì người ta sẽ chở hẳn những cái chỗ cửa người ta cân rồi. Đấy, để chờ giá, để giả giá. Đó, nên là khi bán vải là biết mình vải thuộc vải như thế nào, giá ra sao là gần như là mình cũng biết kiểu rồi. Để trừ khi những cái hôm mà kiểu là nó sập chợ hay là giá nó tự nhiên nó đột ngột giảm mình không biết thôi, chứ còn bình thường hàng ngày thì nó nắm rất là rõ các bác ạ. Mười ba mười ba như
Của hôm chắc chỉ dưới 10.000 như kia phải không? 8-9 nghìn hàng kia. Chợ quê đấy mày. Đúng rồi, chợ quê thì thế. Cái hàng này thì nó... hết chưa? Anh hết rồi, hôm nay cuối cùng rồi. Vâng. Cảm nhớ không anh? Đấy thì buổi sáng hôm nay thì xin tham khảo giá với các bác một chút cái tình hình vải là như vậy các bác nhé. Đấy, hàng đẹp hàng xấu. Đây một chút cái hàng đẹp này của bác đó, xem là vải được bao nhiêu đây. Cái hàng này bao nhiêu vậy em? Chênh ngã ba nè. 32 à? 32.000 cân. Rất là tươi nhỉ. Của anh quả tươi đẹp quá, 32.000 một cân đấy các bác. Đấy, xe tăng bo hàng đẹp về. Của anh còn nhiều ở trong vườn không? Thanh Hà này anh. Bác này bác không. Hàng hơn 30k một cân đấy, đấy thì có thế hàng nó tươi quá đẹp. Đấy thì buổi sáng hôm nay xin gửi đến các bác anh chị một chút cái tình hình giá cả giá vải các bác nhé. Thì giá cao nhất 36.000, còn thì hàng xấu xấu xô xô các thứ thì trên dưới rất là nhiều giá, trong đó hàng chợ, hàng xe cóc, xe hàng sấy 5-7.000 ở chỗ nhà em đấy các bác nhé, và rất là thưa vải. Một ngày, một vài hôm nữa thì em có thời gian thì em sẽ lên khu vực Tân Sơn, Phong Vân, Phong Minh để quay gửi đến các bác anh chị nhé. Thì các bác anh chị cũng bảo lên Phong Vân, Phong Minh, khu vực trên vùng đèo bây giờ lại đang rất là rộ, nên là sẽ một vài ngày nữa thì có thời gian em sẽ bố trí lên để gửi đến các bác anh chị. Ở dưới chỗ em bây giờ thì rất là thưa thoáng nhé. Đấy, thưa, rất là thưa vải. Hẹn gặp lại các bác anh chị ở các clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bác anh chị và mong các bác luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh Núi Đồi Lục Ngạn cũng như Hoa Quả Lục Ngạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bác đã cân đủ, đã úp xoắn hết lên đây rồi.